Xin chào các bạn, mình là Quang và ở video này mình sẽ làm về chiếc máy in đa năng HP Laser MFP 135W Video sẽ được chia làm 4 phần gồm có giới thiệu máy in, mở hộp, lắp đặt phần cứng, cài phần mềm và hướng dẫn sử dụng Máy in đa năng HP Laser MFP 135W là dòng máy in có thiết kế nhỏ gọn, tốc độ in cao tới 20 trang một phút Công suất hàng tháng tới 10.000 trang Máy có tích hợp tính năng quét ảnh và copy cực kỳ tiện lợi Đặc biệt, người dùng có thể sử dụng và quản lý máy in thông qua mạng Wi-Fi trực tiếp mà không cần kết nối trung gian nhờ có tính năng HP Wi-Fi Direct và ứng dụng HP Smart. Tiến hành mở hộp chúng ta sẽ có những phần sau. Một đĩa DVD driver cài đặt. Bộ sách hướng dẫn sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ. Một cáp tín hiệu USB. Ba dây nguồn. Và cuối cùng là thân máy HP laser đa năng 135 kép. Để lắp đặt và sử dụng máy in đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo hết tất cả băng dính và xốp cố định trên máy in. tiếp theo chúng ta nhấc nắp máy, chúng ta tháo xốp cố định, mở nắp, khai thoát giấy, tháo tiếp băng dính, nhấc cắt chích ra, cuối cùng chúng ta tháo nhựa cố định cắt chích. Bước tiếp theo chúng ta tiến hành lắp lại các chích và đóng nắp máy. Máy năng HP Laser MFP 135W có khay nạp giấy công suất 150 tờ, khay xuất giấy công suất 100 tờ và mặt quét kính phẳng. Bảng điều khiển của máy gồm có các nút và màn hình hiển thị LED. Phía trên nắp máy có mã QR code liên kết với bảo hành. Phía sau máy chúng ta có cổng kết nối nguồn và cổng kết nối USB. Để tiến hành cài đặt phần mềm cho máy in năng HP Laser MSP 135W, các bạn thực hiện theo các bước sau. Bước đầu tiên, chúng ta mở trình duyệt web. Các bạn truy cập vào trang driver của HP, support.hp.com/vn/driver Các bạn chọn mục printer. Các bạn gõ MFP cách 135 w Các bạn chọn MFP 135 w Để sử dụng đầy đủ tính năng thì mời các bạn lựa chọn phần full solution software and driver các bạn tải về. Sau khi đã tải về, các bạn mở file driver ra. Đầu tiên các bạn chọn Next. Tiếp theo chúng ta tích chọn hai đồng ý hai điều khoản và chọn Next. Tiếp tục chúng ta chọn kết nối USB. Ở đây các bạn lại chọn Next tiếp. Driver sẽ yêu cầu chúng ta cắm cáp tín hiệu USB tiếp theo chúng ta bấm next và để mặc định cuối cùng các bạn bấm finish để kiểm tra driver đã cài đặt thành công hay chưa các bạn truy cập control panel vào mục device and printer nếu máy in hiện 131133 135 138 ở trong phần device tức là chúng ta đã cài đặt thành công Phần mềm đi kèm của máy in đa năng HP Laser MFP 135 v gồm có phần mềm HP MFP Scan. Các bạn mở phần mềm ra. Chúng ta sẽ có mục Quick Scan gồm có Scan nhanh. Advanced Scan là mục dùng để có các tùy chọn là Scan ảnh, Scan Document, Scan sách và những thể loại Scan khác. Chúng ta quay về nút Home. Ở mục Ebook Conversion, chúng ta dùng để Scan sách. Mục Configuration, chúng ta sẽ có tùy chọn về nơi lưu file, đặt tên. Ở một Quick Scan, chúng ta sẽ có cài đặt mặc định cho một Quick Scan gồm có gam màu, size scan, độ phân giải scan, cùng với định dạng file ra.